đất ơi, đi chậm vậy ba ơi, khổ ghê vậy đó. Nay đám giỗ bà nội tới giờ cúng kiến rồi, rủ đi chợ mà làm như làm sắp đồ Tết cho mình vậy đó. Đi lâu ơi là lâu vậy đó hả? Mà cái chợ đi cũng kỳ cục nữa. Mình mua hàng mà được quyền trả giá chứ, rồi được quyền nói này nói nọ chứ, mà mình trả giá cái chửi, hỏi cái chửi mình. Cái chợ kỳ cục, mua ba cái đồ cúng thôi mà. Ủa đâu hết trơn rồi? Rồi tao hiểu rồi, mấy dân chúng mà ăn cắp ngoài chợ chứ gì nữa. Canh tao mua trả tiền xong móc hết trơn trội à. Đồ quỷ ăn cắp đồ cúng của bà nội tao nghe, về dẫn cổ cho chết có ngày nghe không. Mấy đứa quỷ ăn cắp mới ra đường, trời không đánh thánh cũng đâm 15 chết đuối à. Mày rủa ai à? Ủa bà, bà đâu nãy giờ vậy? Đi chợ. Đi chợ gì mà không canh? Mua đồ dân chúng ăn cắp hết trơn trội rồi nè. Ăn cắp của mày? Ba biết không, ba chỉ đi, không đợi trời đánh đâu, con giả chạc vô mặt đó đó. Nè, giả đi. Ủa? Tao lấy á. Ủa bà, mày hay quá, mày đi chợ mày te rẹt mày đi, mày cầm cái giỏ mày đi, mày tới cái mày trả tiền, mày trả tiền cái mày đi. Mày trả tiền cái mày đi, mày trả tiền cái mày đi. Tao tới người ta kêu ơ, giữ nó mới mua đồ nè, giữ nó mới mua đồ nè. Tao xách thấy bà tao luôn, cái giỏ mày có cái gì không? Trời đất ơi, tại cái chợ nó khó ưa quá. Ba biểu ra chợ ở nay đám giỗ bà nội, mua trứng về kho cho bà nội ăn. Cái con ra nó cô có trứng gì ăn ngon? Bà nói đây có trứng gà, trứng vịt, trứng cút lộn, trứng vịt lộn, trứng gì cũng có. Con nói thôi lấy con chục cái chứng minh nhân dân đi. Cái ba chửi con đó, cái con lạng qua hàng bông. Con nói cô bán bông gì cô? Nay đây có bông ly, bông cúc, bông mai, bông vạn thọ, bông gì cũng có. Thôi lấy đại con hai cây bông gòn đi. Cũng chửi con nữa. Con suy nghĩ sao cái gì cũng chửi hết trơn vậy. Cái con ghét con qua cái hàng tiền đô á, mua đốt cho bà nội, thích cái gì mua cái đó. Con nói chú có đô gì cũng xài được. Nay đây có đô Sinh, đô Mỹ, đô Úc, đô Singapore, đô gì cũng có. Con nói thầy lấy con hai lóc Doraemon đi. Cái cũng chửi con nữa. Đó, con về thôi. Chưa giả mày móm là hên lắm rồi. Rồi đặt mày lanh chanh, đem đồ vô đi. Ủa trời đất ơi, ba ngộ ghê á. Đám giỗ người ta, đây là đồ cúng của bà nội mày. Đồ cúng hả? Ờ. Đồ con tưởng đâu ba đốt. Ai dè ta đốt là villa không, chưa thấy ai đốt cái vali hết á. Vali là ta mượn của người ta, ta đựng đồ đó. Đựng đồ cúng con mua hả? Đồ cúng mày mua là nằm trong này nè. À thôi để con đem vô, con soạn đồ con cúng nha. Đem vô nhanh đi. Sao bắt 2 giờ này chưa xuống nữa? Ai biết đâu. Má, năm nay đó là anh hai anh về đám giỗ má đó nghe. Mấy năm trời anh không có về đó. Má mừng dữ lắm rồi đó. Con năm nào con cũng lo cho má chứ con. Bây giờ có anh hai về thấy cũng đỡ. Chú ôi. Ba ơi, dân Sài Gòn về tới rồi. Cái gì vậy? Mày bị cái gì vậy? Chú ba ơi, nãy mới ăn cháo ếch Singapore, đi đường chạy xe dằn quá cái đùi nó trào lên cần cổ chú. Mặt đi vô trong này ngồi. Mặt ội quá, mặt ội quá. Ai chở mày đi mà bị say sóng vậy? Trời ơi, con đi xe hơi từ xưa tới giờ mà chú ba. Ai lái xe? Con lái. Hả? Mày lái xe mà mày say sóng hả? Thì con sao rồi chú? Đỉnh của đỉnh. Con gì luôn mà lĩnh. Thì bây giờ lái xe mà con phải bịch cái bọc ni lông lên trước, hai cái tay cầm cái vô lăng rồi. Lỡ rồi ói rồi bây giờ quay xuống lấy cái bịch ngước lên, lỡ tới ngã tư vượt đèn đỏ làm sao? À vậy mà phải móc cái bọc lên vậy đó. Móc cái bọc lên. Ôi khổ quá. Thôi, ba mày đâu? Trời, hồi nãy đi đường xa quá cho nên là con để cho ba con ngủ ở ngoài xe chút xíu nữa. Dạ, chú để giữ giùm con cái chìa khóa cái cùng xá nội một cái. Hôm nay đám giỗ nội. Chú ba, vậy con nói thiệt nha, con xá nội cái thứ nhất là con chào, cái thứ hai là hình như con thấy là nội đang nhắc nhở con một cái điều gì đó từ nãy tới giờ mà sao con sốt ruột mà con không có biết luôn á chú ba. Thì bà nội mày nói chung cũng linh nghiệm lắm. Xin cái gì? Hả? Mày khóa xe chưa? Trời ơi, con khóa cẩn thận rồi. Khóa cẩn thận phải không? Cẩn thận. Lên mấy cái kiến rồi hết chưa? Trời ơi, kiến là con lên hết trơn rồi. Bị hồi xưa dưới Sài Gòn con bị một lần một là con tẩn tới già luôn á. Trời ơi, ghê lắm chú ba ơi, ngày xưa trên Sài Gòn nha. Lúc đó con lấy cái xe con đi công chuyện. Cái con chợt nhớ là quên đồ, vòng về nhà lấy. Thì vừa bước vô tới cửa nhà thôi, nhớ chực là mình chưa cái đóng kiến xe. Chạy ra kiểm tra, vừa chạy ra con đút cái đầu con vô, con kiểm tra coi có mất cái gì không. Y như rằng nào nó ăn trộm nguyên cái tượng ông Phật Di Lặc luôn chú. Kinh khủng không? Con vừa suy nghĩ tới đó rồi, sao mà kinh khủng như vậy, con ngước lên là mất thêm 2 cái đồ gạt nước nữa. Tâm lý mình tức mà.
mình chui khỏi cái đầu mình ra xe, dưới đây là cái bánh xe. Con quạo quá, con lấy cái chân con sút bánh xe, sút một xe con té luôn chú ba, nó ăn cắp luôn cái bánh xe chú. Mất một lần mất ba cái. Ở trên trển vậy chứ ở dưới quê này đỡ hơn. Chỉ sợ con nít nó tái mái thôi. Không, chú yên tâm đi, cái đó là không có. Nhưng mà với ba chắc bà nội mày sợ mất đồ đó. Mất, sợ mất xe hả chú? Không, mất xe không ăn thua gì. Không ăn thua, ủa chứ bà nội mày sợ mất mạng cho nên làm cho mày nóng ruột á mà. Ủa, mất cái mạng gì nóng ruột? Mạng cha mày đó. Sao? Mày khóa cửa mày đóng ông ngủ trọng lát hồi ông hết hơi ông chết chứ gì đâu mà. Ôi, chết cha ơi, chết ơi, đợi con chú ơi. Ba ơi, thôi chú, chị phá. Đây. Thôi, dạ. Ra mở giải cứu con đi. Thôi ba thở một cái cho con vui đi ba ơi. Ba ơi, ba thở cái gì? Mày hết chuyện, xích beo người ta xích ngang bụng. Mày xiết cổ tao vô cái ghế. Mày điên hả? Ba tới đi. Qua. Anh ai lâu dữ mới về hả? Ừ. Nằm ngủ quá trời quá đất mà. Ai sao mà kêu được, vừa mới bước vô xe thôi, nổ máy xe lên mà cái ba ngái còn lớn hơn tiếng nổ máy xe nữa. Chịu gì nổi ba. Mà sao tới đây rồi mà không kêu tao dậy? Kêu cái gì, tại con thấy ba ngủ ngon quá. Sự thật là có kêu, mà tại lúc đó đeo cái bịch nylon lông. Kêu xong cái tiếng nó vọng vọng trong cái bịch đó ba không có nghe. Mà gì vậy? Cậu ơi, từ cái cú ách xì này con nhớ rồi. Sự thiệt là hồi nãy mắc ối một phần thôi. Một phần con bịch cái bao ni lông á, là tại vì trong xe hơi ba con xịt dầu thơm nhiều quá con bị ngợp. Nó kinh khủng quá. Cái này là từ hồi ba mày lên trên Sài Gòn ở gì vậy, tới giờ là cứ mùi dầu thơm không à. Không biết ổng ăn ở sao mà lên Sài Gòn cái ông về ông xịt dầu thơm. Hồi đó ông về lần thăm bà nội mày á, bà nội mày bị ông chích nhập viện luôn đó. Còn vậy luôn á? Tại ba mày xịt dầu thơm cái mùi lạ đó, ông nó bu vô bà nội mày ra đỡ chích nhập viện. Thôi nha. À cũng hên á, hên là ba mày đi xe hơi chứ ba mày mà đi xe gì khác ha là bận cái bộ đồ này trâu nó không út tao con mày. Không. Đi về đám dỗ má mà làm quá vậy trời. Gì? Không, mình nhịn nhục, đám dỗ là gì? Đám dỗ là ngày mà nhớ lại hình ảnh của đám tang, đúng không? Không. Mày vô duyên vậy mày? Không có gây lộn, mình giảm xuống lại. Tao gây đâu vô là ông kiếm chuyện cho tao trước. Kiếm chuyện gì anh? Ôi. Mấy năm nay anh không về anh làm trước mắt ở đám dỗ, không bao dám mời ai. Mỗi lần đám dỗ là gây lộn mà. Anh ăn mặc vậy không á, bà con ở đây người ta thấy người ta cũng cười nữa. Bởi tôi không dám mời khách là vậy. Nói gì vậy? Bữa nay á là tôi thu xếp công việc, thấy chưa? Tới để dự cái đám dỗ của má. Trước là đám dỗ, sau là có chuyện muốn bàn với chú. Chuyện gì? Tôi với anh có chuyện gì bàn? Mấy cái công đất má để lại cho tôi với chú má. Làm sao? Tính toán chia cho lẹ đi, để lâu quá rồi. Công đất nào? Tôi giỡn nữa. Bên kia là 4 công, bên này 4 công, đằng sau nhà 4 công. Tổng cộng là 12 công, một mẫu 2. Chú quên rồi hả? Sao anh không tính luôn trước mặt mình 4 công nữa? Có hả? Ngày xưa má mình bị lẫn, bà chửi từ đầu này tới đầu kia là người ta dời nhà đi hết 4 công nè. Rồi đầu này qua tới đầu kia là bà chửi dời hết 4 công, đằng trước mặt dời 4 công, đằng sau lưng dời 4 công, tổng cộng là 16 công. À, tới hồi má chết chưa có cái đám ma nào mà vui bằng cái đám ma của má. Và sao? Người ta đem bò tới người ta tế má nè, đem heo tới người ta tế má nè, đem gà tới người ta tế má nè. Người ta mừng quá, bị ba chết rồi người ta mừng quá, người ta về người ta ở lại miếng đất cũ của người ta đó. Rồi ở bò heo đãi mấy ngày không hết. Không, kìm lại. Má bây giờ về lấy cái gì? Còn nhà mình có con chẩm mới lớn vậy thôi đó. Thôi được rồi, chuyện nó tính sao? Bây giờ cúng kiến là chuẩn bị xong chưa? Hả? Để tôi còn đi về nữa. Trời ơi, chuyện đó là chuyện anh khỏi phải lo đi. Mấy năm trời em có về đây, tự động tôi cũng cúng má như thường. Tôi chuẩn bị gì rồi? À, đồ cúng xong hết rồi nè. Đồ cúng xong rồi đem ra đây. Dạ. Bác hai mày về ra đây. Ra người đừng về. Mày về mày nhanh gì vậy? Trời ơi, bác hai. Mặc chi bộ đồ đỏ chói dữ vậy? Đi từ bên trong tưởng đâu heo quay cúng bà không đó. Mày nha mày. Hết cha tới con à. Mẹ. Ăn nói vô đi. Vừa phải thôi tự nhiên ba ví như heo quay. Chú ba ngồi đây sao mày không tưởng là hôm nay nhà mình cúng khô cá đuối đi. Nè. Hai đứa bay đừng có vô duyên nha. Chữ ba con. Thôi ba nhịn đi. Mình kiếm chuyện trước.
Ba cúng đó hả? Sao cái năm nay nhà mình cúng giỗ bà nội ít quá vậy? Ủa, mỗi năm mình giỗ một mình làm đám giỗ à, thì mình làm cho nó chu đáo. Năm nay có đại gia Sài Gòn về, phải để cho họ hưởng phước nữa chứ. À, phải chia cho họ nữa, đặng họ cúng cho họ có phước. Đó nè, trái cây 2 trái, vàng 2 cục, đô la mấy tờ, đồ 2,5 bộ. Bác Hai cúng gì bỏ vô đi. Tao đâu có cúng sơ sài như vậy. Nhanh đi, cho tôi cúng cho rồi đi. Tới giờ cúng phố rồi. Phố là phải có đẳng cấp. Đúng, phải đẳng cấp. Đây, đây là một cái voucher. Nghe chưa? 20 triệu của cái hãng là YSL, tiếng Việt là Y-K-R-H-L. Nghe chưa? Đây là cái công ty mỹ phẩm mà Quang Lê với lại Minh Tuyết có xài đó. Thấy không? Bây giờ tôi cúng cho má, để xuống dưới má sức để mà da nó săn sóc cho mặt cho nó trẻ lại. Trời đất ơi, đã ta làm ma còn muốn làm ma đẹp nữa trời. Cái đó là cái chuyện bình thường thôi. Cái đó là ba con là lo cho nội về cái phần mà nhan sắc. Còn con là lo cho nội về sức khỏe. Tốt. Hôm nay đám giỗ nội nè, con xin được cúng cho nội chiếc xe đạp để nội đạp đi xì ba. Mày làm mất mặt tao mày. Không. Sao không cúng xe gắn máy? Mà nội chưa có bằng lái. Mấy ngàn mày cũng tiếc nữa. Phải, dân Sài Gòn, dân Sài Gòn. À, con tôi nó cúng xe đạp. Cũng vậy đó mà cũng cúng được hay không? Mày thấy hay thiệt đó chứ. Cái xe đạp như xe đạp xích khỉ vậy trời. Nhưng mà nghĩ như vậy thì má lớn tuổi rồi. Thời tiết nóng như vậy mà đạp xe đạp sẽ bị mỏi dầu. Dạ. Tôi cúng cái này mới là lớn nè. Dầu gió xanh, con ó. Phải có cái nhãn hiệu là Eagle Brand nha. Màu đỏ đằng sau ống bánh mới là thiệt, thấy không? Không ba, ba cúng như vậy. Cái hãng này nổi tiếng lắm ba. Để lên đó để cúng cho rồi. Cho con xài thử miếng được thôi. Ê, đừng có ké nha mày. Nào giờ dưới quê chưa xài này. Chưa, con cúng cho bà nội mày mà xài cái gì. Mà trước sau mày cũng xài. À dạ dạ. Hổn. Để cúng cái đã. Cúng được à? Bỏ lên đây tôi cúng. Rồi đó. Trời đất ơi, quẹn cái là cúng rồi đó hả? Sao ông bỏ lên luôn mà ông để gì kỳ vậy? Người ta chết rồi, hưởng hương qua thôi. Đưa nguyên chai chỉ cho nó tốn. Trời ơi, con nói ba keo mà. Nè, đừng có nói keo kiệt ở đây nha. Tôi làm như vậy là sơ sơ thôi. Tôi không muốn người nhà ta hưởng ké. Tôi phải như vậy chứ. Hả? Tôi đâu có phải hạ tiện như vậy. À, bà con tốt lắm, cúng đàng hoàng. Má ơi, hửi đi má. Xong. Thơm quá. Ôi vậy cuối cùng ai hưởng trời. Cuối cùng cũng vô lỗ mũi ổng mà. Ổng đưa bà nội mày chưa kịp hử. Giật lại liền. Giật lại liền. Trời ơi, cúng đẳng cấp quá. Phần tôi vậy là chú đồ ăn đủ sao rồi? Thôi bác Hai yên tâm đi, ba con chu đáo lắm. Sớm mời á, trước khi đi chợ đó, ở nhà ta nói hả, luộc nguyên một nồi giò heo nè, với lại gân bò hầm sả ớt ngon lắm cho bà nội ăn. Bậy bà, mấy cái món đó dai lắm, tôi ăn đâu có được. Tôi làm đâu phải cho anh ăn. Tôi làm ở đó trước cúng má, sao là cho con tôi ăn. Còn cha con anh cúng cái gì, cha con anh ăn cái nấy đó, ví dụ như ăn niền xe đạp nè. Đó, ăn cái mỹ phẩm này nè, với uống cái dầu xanh là được rồi, ha. Con đã nói với ba lại rồi, mình kìm lại. Đám giỗ là ngày nhớ lại hình ảnh của đám tang, ha. Hồi nãy vô tao kìm lắm rồi nha, mà nó cứ kiếm chuyện cái ta. Kiếm chuyện gì? Anh về anh cúng gì kỳ cục vậy? Không có được một cái bông cho má. Tôi hỏi anh này kỳ cục vậy? Bao nhiêu năm trời anh không về? Bữa nay anh về anh cúng trời đời vậy hả? Mấy năm trước tôi có về rồi, ha. Mà chú về, chú không có quan tâm tôi. Chú lơ là, tôi ghét tôi không xuống nữa. Đừng có nói tôi là không lơ là cái gì? Anh là công tay trưởng mà anh nói vậy. Nè, chú không có hổn hay chưa? Thôi, hổn gì? Lần nào gặp, tuần nào gặp cũng cái lộn hết trơn. Vậy thôi bỏ người nhịn nhau một tí. Tao có gây gì ông đâu? Bực quá mà. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ông Dũng bị gì vậy? Dầu gió đâu? Dầu gió đâu? Dầu gió đâu? Dầu gió? Lấy dầu gió sức cho nó. Dầu gió đâu? Dầu. Sức dầu gió cho con mà cũng không dám lấy cái chai ra sức đưa cái mâm hớn hử.
con mình mà cũng keo được nữa. Anh Dũng sao rồi con? Anh Dũng còn sao không vậy? Thằng hai là ba nè con. Không, ba là ba của con. Không, tao mới là ba của mày. Ba cái gì hổng láo. Nó ngất xỉu rồi, nó không mơ. Bắt ai đuổi đánh, có chừng có ai nhập vô đó. Ba có khi nào ông nội không? Ba ơi. Không, đây là chú, không phải ba. Ba cứu ba đi. Ba mày đây. Chú chứ không phải ba. Chú tên là ba. Là ba của con đây ba. Là sao? Ba là ba của thằng ba đây. Không hiểu. Trời đất ơi. Một câu bớt dùng hai số lại. Bây giờ không số nữa, tao là ba mày. Má mày. Ê, có chừng ông nội. Đánh con tôi. Chính đánh có phải ông nội đi bây giờ. Vợ tao tao còn quánh chứ, đừng có nói mà. Mày đưa được vợ nữa. Bây giờ, ngày hôm nay, ba nhập vào xác của thằng Dũng để trời về ơi. Thăm mấy đứa nè. Ông nội đó. Không lẽ ba thiệt? Hỏi coi. Con anh nó có đồng cốt gì không? Thì tôi không biết. Ba hỏi. Bây giờ nè, nếu mà ba thiệt là ba tôi, bây giờ hỏi chứ ngày sinh tháng đẻ ông là ngày mấy? Nhớ chứ sao không? Ngày sinh là 19 tháng 9 năm 1939, không hề có tái. Cái gì vậy? Phải không? Ngày sinh của ba là 19 tháng 9 năm 1939, không hề có tái kìa. Phải. Tôi đâu có nhớ. Phải không? Cái năm sinh đó phải của ông nội mày không? Phải. Bà để con... bây giờ cả nhà chờ đi, tao chạy ra cái mã tao coi. Thôi, lạnh quá. Trời ơi. Đợi tới lúc ba vô là ông nội đầu thai rồi. Tao không nhớ mà. Để con vô con coi ba có ghi trong bàn thờ nè. Vậy? Là ba đây, Nguyễn Văn Chính đây. Ba. Đây nè, bàn thờ ghi nè. 15 tháng 5 năm 1955. Cái đó là năm sinh của tao. Ủa năm sinh mà sao ghi lên bên hông bàn thờ vậy? Có bài hát nè. Ê, cái ngày này gần luôn. 23 tháng 11 năm 2019 là ngày đám ma ông này. Ê, không có giỡn nha. Chết thầy là mà đám ma. Đại không. Trời đất ơi, ngày trả nợ ngân hàng cũng ghi vô đây chi vậy? Đây nè, Nguyễn Văn Chính, 19 tháng 9 1939. Đúng rồi, vậy đúng ba rồi. Tao quên năm sinh ông nội mày chứ. Bây giờ nè, để cho xác định là đúng hay sai nữa, hỏi cái này là kín đáo nhất, chỉ có con với ba với anh hai biết thôi. Thôi đi. Mấy đứa nhỏ không bao giờ biết. Vậy cái năm số điện thoại cuối của ba là năm số nào? Làm sao quên được. Năm số cuối là 34509. 34509. Chính xác. Ủa đúng rồi hả? Đúng ông nội mày rồi. Sao vậy ba? Sao chú chắc? Bởi vì cái mà phong thủy là ông nội mày số 1. Đó. Chính vì ông lấy cái số điện thoại này, ông làm ăn, cho nên nhà mình mới sạc nghiệp tới giờ. Ủa gì kỳ vậy? Ủa ba, cái số được sao mà sạc nghiệp? Tôi chưa thấy ai mà như cha mình. Mở thì mở cái dựa trái cây mà ông lấy số điện thoại là 34509. Trái cây mà 34509 bán ai ăn? Mới nửa năm là sạc nghiệp rồi. Ba phải là... Đúng ba rồi. Ba. Hả? Ba về đây có chuyện gì? Thử. Sao má về? Ba về bữa nay đám giỗ má mà ba về sớm vậy, má không gì à? À, chắc là đám giỗ bà nội mà ông nội về ăn ké phải không? Giỏi lắm. Tụi bay cũng ác. Già cả nú không mà cúng. Gân bò xào xa tế. Cắn một cái trời ơi nó giác cái nú. Ba nhớ mấy đứa lắm. Nhớ má của tụi bay nữa. Bởi vì ở dưới không gặp được. Ngày nào ba cũng đứng để chờ người ba yêu lương lờ qua trên lối đi về. Nhìn theo say đắm mà muốn kêu mà sao không dám. Sao ba không kêu? Ở đó càng tiếng rồi. Trời ơi, trời ơi. Ba cũng ít có xàm. Về đây gặp tụi con vậy là vui. Thôi ba đi,
Nhưng trước khi ba đi, ba muốn nói một điều và nhắn nhủ với thằng Hai rằng: dạ. Hai à, lần sau hai cha con mày đi ăn đám dỗ mặc đồ bớt bóng lại. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đây nè, ông nội mày hồi nãy gì mày không nói chuyện gì, giờ này mày khóc cái gì? Tao nhớ ba mày quá. Cái gì vậy? Má, má là má của mày nè. Má mày. Trời đất ơi, lao. Mày thấy bên kia được cái mày làm theo luôn à? Mày quá hổn rồi, mày tán má, mày muốn rớt cái não luôn. Má, má là má của tụi bay, bà Nguyễn Thị Tái Gầu Gân nè. Nguyễn Thị Tái Gầu Gân. Bà nội, bà nội. Đúng rồi. Đúng là má, má tên là bình má. Thường á là ở cái xóm này kêu theo tên ba không à. Kêu má là bà Chín, bà Chín. Tới hồi má chết rồi ba mới đưa cái tờ giấy ra, tôi mới lục cái tờ giấy ra là đúng là má tên Tái Gầu Gân thiệt. Hèn gì tôi nói anh nghe, bữa đó hả, đám ma của má treo cái bảng cáo phó lên, người ta tưởng khai trương tiệm phở. Trời ơi. Kéo tới đông nghẹt. Sở dĩ tao tên Nguyễn Thị Tái Gầu Gân à, lúc đó tại má tao đau đẻ, lúc ba đang thèm phở, má đặt cho đỡ thèm thôi. Tao về ngày dỗ tao thấy buồn quá à. Làm gì má buồn? Ủa, ba mày mới đây đâu rồi? Đi rồi. Ủa cái gì? Mới xuất đi. Trời đất ơi, tao kiếm ba mày ở dưới đó không gặp được, rồi lên đây cũng không gặp được, lần sao? Ủa sao kỳ vậy má? Sao vậy, chết rồi phải gặp nhau chứ sao không gặp được? Có, ông chết xuống dưới ông ở tầng 1 á, tao ở tầng 18 lận. Ủa, sao nghiệp... cái tầng 18 là cái tầng cuối cùng mà sao má ở đó? Tao chửi riết cái nghiệp tao nó nặng quá. Trời ơi. Hèn gì ở tới tầng 18 luôn. Hay thiệt. Vậy là mỗi lần mà ông nội muốn thăm bà nội là ông nội phải nhảy lầu hả? Thì đó, ông kiếm tao ông nhảy mém té mấy lần chứ bộ. Cái bữa đó tao thấy thằng ba nè, nó đốt nhiều với tiền vàng mã quá, tao mới nhín ra miếng đút lót cho đầu trâu mặt ngựa đó. Nó dắt tao lên kiếm ổng, mà nó nhận tiền xong nó dòm lại, nó trời đất ơi, bà đốt tiền mà lủng lỗ không vậy? Dòm kỹ mới thấy trời đất ơi, mày mua tiền đô ngoài chợ, bấm kim không đốt xuống đâu có xài được đâu. Trời ơi. Má giận tụi bay lắm. Má nuôi tụi bay cả cuộc đời, cho tụi bay ăn đủ thứ hết á, mà tụi bay không biết má thích cái gì. Tụi bay không có đốt đồ đạc cho má. Má có mà má, con biết má thích mà. Ngày xưa má thích màu mè, con đốt đồ cho má lúc nào cũng màu mè. Má coi nè, đây màu đỏ nè, không màu hường nè, thấy không? Rồi vàng vòng đồ này nọ đầy đủ mà. Đây là mới nói không có sao được, đủ màu. Tao biết là mày mua cái đồ màu vàng, màu đỏ, màu xanh mày đốt cho tao. Mà tới hồi mày đốt xong mới ra tro màu trắng, màu đen không à. Mặt như mặt bà ba đen vậy đó. Rồi vàng vòng mày mua cũng 4 số 9 đâu, quá trời bóng lưỡng nè. Đốt xong nó cũng ra tro màu đen. Tao đeo với tôi đi vòng vòng, mấy bà bạn mới chọc tao. Mới nói xiềng xích đeo chưa đủ, sao còn dắt chì lên người nữa. Trời ơi. Trời ơi, cái đó là tại vì cái chuyện mà con đốt chứ con đâu có biết đâu. Mà mốt còn được, còn cũng còn để nguyên. Tới hồi mà má tức quá. Má tức cái gì? Đồ mặt tao không nói, đám dỗ tao mà không biết tao thích ăn cái gì hả? Má thích cái gì má nói tụi con mới biết, thích tụi con cũng. Thích cái gì cúng. Thì nói đi. Má thích ăn bánh bao. Gì vậy? Cái gì vậy? Má nè. Gì? Bà đừng có xạo nghe. Bà là cái dông nào? Tôi mới là bà chứ bà không phải tôi. Ủa anh Hai, hồi xưa ba mình mấy vợ? Một vợ thôi. Một vợ sao giờ tới hai bà? Tao không biết. Từ xưa tới giờ hai đứa bay biết hai từ nhảy dây chứ chưa bao giờ nghe hai từ nhảy dông phải không? Trời ơi. Bà đừng có láo nghe. Bà là má giả, má mới là má tụi con. Bà sao? Không có bà má nào như vậy cả. Bà nhìn hai đứa con bà đi, đẹp trai sáng sủa, cớ sao cái răng bà lại hô như vậy? Bà là thuộc họ hàng của nghệ sĩ Hoài Tâm. Không, nó giống vợ con. Bà im đi, bà dòm lại bản mặt bà đi. Có người phụ nữ nào mà chân mày dài tới bát như bà không? Chân mày gì mà thêm chữ V chính giữa là thành chữ M luôn đó. Bà hay lắm,
Còn nhìn trên khuôn mặt của bà, tôi chỉ muốn tặng cho bà vài câu thơ thôi. Thơ gì? Răng mà tẩy trắng gọi là răng đen, răng của trẻ em gọi là răng sữa. Cắn thì dùng răng cửa, xé thì dùng răng nanh. Chỉ có răng hô là vừa cắn vừa xé. Chắc tao rung răng phóng nát bàn thờ nhà mày quá. Bà dòm kỹ cái mặt bà đi chứ bà đẹp bà. Chọc cơn điên tao chửi lên rồi ha. Bà biết bà xấu lắm không? Bà xấu mà xấu từ ông cha, xấu lan qua hàng xóm, xấu từ phường khóm, xấu lên tỉnh thành. Ai biết xung quanh cũng đứt bà xấu, mày hiểu không? Tao nói xấu mà xấu từ chiến tranh, xấu vô tới hòa bình, xấu từ bùng binh, xấu vô tới hẻm cục, xấu mà không biết nhục nhã dòng họ tổ tiên, xấu từ trước công nguyên, xấu tới thời hiện đại, xấu từ lúc nhỏ dại tới lúc lớn khôn, đem chôn đầu thai của cuộc xấu lia, xấu lịa. Trời đất ơi, tao nói xấu mà lung lay nghĩa địa, xấu cạn tình nghĩa mẹ cha, xấu xót xa thị trường thẩm mỹ, xấu âm ỉ từ lúc mới chào đời, giật đổi sau giời bà cũng còn xác. Má nè. Mà tôi biết. Má nè. Hồi xưa bà chửi mà người ta dọn nhà đi đó. Vậy hả? Má đây nè. Không phải, tôi mới là má đây. Bà chửi tôi dài quá tôi nhớ không kịp. Còn tôi thì chỉ ngắn gọn thôi. Ông bà ta nói đúng. Đúng là có câu giải thưa không che được mắt thánh. Rồi sao? Cũng giống như răng hô không che được mắt người. Trời, tôi bay vô lấy cây nhiếp đi. Tao nhổ sạch chân mày con này tao mới chịu nè. Đúng. Bây giờ hai người đều chửi giống nhau hết, là biết ai là má thiệt của mình đây? Tôi đâu có biết đâu. Hay là hỏi cái gì khó thôi mới biết. Anh hỏi đi. Má ơi, hỏi cái gì khó đó. Nếu má là má của tụi con thì má còn sống hay má chết rồi vậy? Mày hỏi khó quá. Tôi nể anh rồi. Đã nói hỏi cái gì khó thôi mà. Má, bây giờ nếu má là má của tụi con hỏi nè, má chết rồi, má là ma hay là người? Vô duyên. Anh em tụi bay nói chuyện lắp cái não vô giùm được không? Tao chết tao phải là ma chứ. Bà cái ông bà kia, bà, tôi đánh là chết. Bà đi, bà đi. Đi. Ha, hey, đúng, đi. Cái gì vậy? Đuổi ai vậy? Má đuổi ai vậy? Là ba đây. Hả? Trời ơi, sao biến đổi liên tục vậy? Con mụ kia là con mụ nào? Bồ nhí. Trời ơi, sao bà biết hết chuyện của gia đình này vậy? Tôi kể. Trời ơi, sao ba rảnh ba đi kể cho bồ nhí ba nghe chuyện gia đình mình chứ vậy? Cả cuộc đời sống chưa bao giờ biết đánh ghen, bây giờ chết phải đánh ghen nè. Con ra đâu? Kêu nó ra nói chuyện với tôi. Con ra đâu? Nó đi rồi, bà đừng có nóng giận nữa. Tôi đây nè, gây lộn hoài vậy. Tôi đây chính nè. Mình ơi, lâu quá mới gặp lại ông. Ông khỏe không vậy? Bà đang khóc hay đang cười vậy? Cái gì vậy? Ông tôi khỏe. Ông mất dạy lắm. Ông ngồi đi. Chừng nào ông đi đầu thai vậy? Hình như trong lịch là tuần sau á. Còn bà? Tôi ở dưới vô thời hạn. Sao vậy? Nghiệp không biết chừng nào mới hết. Ông ngồi đi. Ông ngồi đi. Bữa nay đám giỗ tôi nè. Tôi nhỏ nó cúng. Ông về ăn với tôi nghe. Mấy đứa tụi nó cúng ác cúng ôn. Nhất là thằng hai nè. Nó đốt cái gì nó không đốt cho tôi. Nó nghĩ sao nó đốt mấy cái đồng xu đồng cắt xuống dưới. Bà nhớ không? Có một lần bà khô môi, bà xin tiền tôi đi mua cái son để dưỡng môi của bà. Xài đồng cắt ra tiệm con nhỏ bán son nó chửi quá trời. Về sau này điều tra mới biết nó đốt đồng xu thiệt không đốt. Nó đốt đồng xu thẻ thú nhúng. Sao xài? Mấy cái vụ đó bỏ qua đi. Đám giỗ tụi mình á, là ta nói hả, cha mẹ nuôi con á, biển hồ lay lan. Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Tính là nào trời? Nó cúng mà ba cái đồ này sao tôi ăn? Mà cúng tay ông nữa. Bây giờ tụi nó mở gặp nhau là cãi lộn à. Cúng tay ông hồi xưa lúc mà còn sống á, không lo dạy dỗ tụi nó. Tụi nó hả, tôi hồi nhỏ đã hay gây lộn rồi đánh nhau rồi. Ông lo nhậu nhẹt không ha? Bà nói tôi thì bà nghĩ lại bà đi. Ngày xưa thời gian trước sao hả? Bà bó và đi đánh bài tôi ở nhà cho hai đứa tụi nó bú.
là quên hả? Ông cho bố đường nào? Xin sửa bình của hàng xóm. Tầm 7. Cái đoạn này là 7 rồi. Anh hai, ba má bây giờ chết rồi mà còn lẫn. Anh hai nhớ không, ngày xưa đó là anh em mình thương nhau lắm. Hồi đó là em với anh hai đi bắt cua ở ngoài đồng. Lúc đó là nước đang lên nè. Xong em trợt cái chân, em té xuống sông. Lúc đó anh hai bơi xuống, anh hai cứu em. Anh hai cứu em xong xuôi anh hai bắt đầu đuối rồi. Anh hai ráng đẩy em lên trên bờ. Rồi nước cuốn anh hai đi. Rồi người ta đi ruộng về, người ta mới vớt anh hai lên. Lúc đó anh hai thương em mà. Đâu có phải như vậy. Đúng rồi, chắc có điều giấm cắn ở đây nè. Anh còn nhớ nha, hai anh em mình hồi xưa nghèo, mỗi đứa có một cái quần đùi để đi học thôi. Đúng rồi. Có bữa anh ham tắm xong quá, nhảy xuống cái quần nó trôi đi mất. Đó rồi bà con hàng xóm thấy mắc cỡ, em nó chui lên cây anh trốn. Thì lúc đó em mới đi ra đó. Em mới đi ra cái em thấy bà con bu quanh cái cây, em mới nhìn lên. Em thấy anh hai, em thấy anh hai cái em mới tuột cái quần của em ra đó. Em quăng lên cho anh hai, để anh hai đi về. Đó, như vậy là đủ thấy em thương anh đó, rồi. Đó, thì cuối cùng xong em về em nghĩ, ủa sao mình ngu vậy. Nếu mà thấy thì thấy một người thôi, mắc mới gì thấy tới hai người. Cuối cùng cả xóm tập trung cứ chê ba không à, nói giống nhà cha chính không tốt. Nó tóm lại là anh em mình thương nhau chứ đâu phải đâu như là phải như ba là hai người này nói đâu. Thấy chưa, em nói chơi cái chiêu này là hai ổng quê ha. Thì đó, anh đã nói hồi nãy rồi, ba anh này kể anh nghe mấy cái vụ này lắm chứ. Ủa, ủa bác hai cũng có kể hả? Ủa chồng bố. Ba em kể rõ lắm. Dài hả mày? Bà ơi, bà. Ông ơi, bà nội mày chứ bà. Bà nào? Mày tính nói gì? Bà nào ở đây? Hả? Đừng đánh má. Đừng đánh má. Má mày tao còn đánh. Má, đánh con quá. Cho mày quánh mày luôn á. Dạy mày dám. Mày nghĩ sao vậy? Dám giả ông nội mày hả mày? Tại vì... Hai mày làm gì vậy? Thì nhờ vậy hai người mới chịu nói chuyện với nhau. Bây giờ con nói thẳng luôn nè. Ba với bác hai á, không có dịp gặp, ai cũng bận hết á. Mà năm có ngày giỗ của bà nội ông nội hà. Mỗi lần gặp là cãi lộn, cũng đùn đẩy trách nhiệm hết. Ủa, ba với bác hai nhớ chuyện hồi xưa, nhường nhịn nhau từng chút một, giờ lớn rồi tới ngày giỗ, không nhường nhịn nhau một tiếng hay sao mà cãi lộn hoài? Bây giờ con nói thiệt luôn, con cứ thành dự là bài ra hết. Vì muốn chú với lại ba, quề lại yên bình lại đừng có gây gỗ nữa. Tối nào hai thằng cũng bàn kế hoạch với nhau, gọi phay tam mà tức đêm tức hôm muốn thăm quần con mắt luôn. Là bây giờ để muốn cho hai người như vậy thôi. Hiện tại ba mày chứ ai, ổng làm lớn mà tới ngày giỗ ngày quải rồi này nọ ổng không chịu về quê. Đâu phải tôi không về, cái lần đầu tôi về đó thì chú có để ý tôi đâu. Tôi giận tôi mới lẫy tôi mấy bao nhiêu khách để ý vậy. Anh em ở trong nhà anh phải phụ tôi chứ. Thôi mà đừng có cãi lộn nữa chú ba ơi. Con nói thiệt á, là tại vì ba con chú cũng biết là đi làm rồi đi gặp người này người kia, đối tác này đối tác nọ mà đâu có thời gian đâu. Nhưng mà một cái chuyện bí mật con biết được là tất cả những cái số tiền mà ba con làm, ba con dành dụm để dành để về đây xây một cái ngôi nhà mới, để có cái chỗ mà thờ cúng ông bà, rồi sẵn là có cái chỗ mà cho chú ba với anh Dự ở nó đàng hoàng hơn nữa. Ủa thiệt hả bác hai? Dĩ nhiên rồi. Mà tao không muốn nói trước cho ba mày biết, muốn là bất ngờ. Thôi bây giờ nói thiệt anh, nhiều khi tôi cũng tức anh. Nhưng mà thôi bây giờ anh đã nghĩ được tới cái chuyện mà để có cái nơi thờ cúng ông bà với lại cha mẹ, vậy là tôi mừng rồi. Bây giờ anh em mình coi như không có gì đi. Ừ. Mày coi vô lấy cơm rồi ra cúng đi. Bữa nay tôi nấu cơm á, là toàn nấu á, những cái món mà anh thích ăn không đó. Ngày xưa má hay nấu cho anh ăn đó. Ôi khỏi nè, có mắm chưng nè, rồi có mắm lóc nè, mắm kho chấm mắm rau kho, chấm với rau nữa. Thôi đi ra nhà hàng ăn tôi đãi cho. Cái gì? Tôi đãi cho. Thôi ăn cơm nhà đi cho nó tình cảm gia đình. Ừ vậy đi cho đỡ hao ha. Trời ơi. Ba giờ quề phải không, vui vẻ phải không? À, tính tiền điện tháng này đi, gần tới đám giỗ con gọi cho ông bàn kế hoạch thôi. Nhiều tiền điện nhiều lắm. Nhiều lắm mà không lấy bill nè, em bữa cho anh gửi về nè, anh đứng đi em vàng ra. Thì đó, bây giờ cái tiền là phải trả chứ đó. Mình thiếu nợ mà, bao nhiêu cũng trả mà, bao nhiêu cũng phải trả thôi. Mình thiếu cái tụi bay đưa bill ha, đưa các băng khánh thành vậy. Tao đưa tao coi cái tổng thôi, cái tổng tao để tao trả chứ có gì đâu mà 9.2 triệu nè anh hai, trả đi. Nhiều quá trả không nổi. Được rồi, để tôi trả cái này. Thôi cho. Thôi giờ thay vì ra nhà hàng ăn thì bây giờ ăn cơm ở nhà đi. Được. Đấy, để đồ lên thắp nhang cho má đi. Cả nhà mình vui vẻ như vậy chắc má vui. Đồng kết cho ông bà nội vui nha. Rồi. Vô đốt nhang đi, ăn cơm nè. Bà nội ơi,
Nhiều quá.